trong 10 phút đầu trận và liên tiếp có được 2 bàn thắng. Nhìn những gì mà Myanmar thể hiện kể từ thời điểm đó cho tới giờ, có thể thấy được rằng là họ vẫn có cơ hội để làm nên chuyện trong trận đấu ngày hôm nay. Đội bóng của Popov vẫn còn 45 phút của hiệp 2 trước mắt. Quả tạt của Klopp. Dứt điểm. Bàn thắng thứ 3 cho cầu thủ Indonesia. Ở thời điểm của mà Myanmar đang vùng lên một cách mạnh mẽ thì họ lại phải nhận một gáo nước lạnh. Cú sút của Marcelino. Và bàn thắng thứ 3 cho cầu thủ Indonesia. Bây giờ thì cách biệt là 3 bàn. Hy vọng vừa thắp lên với Myanmar nhờ một thế trận tươi sáng thì bây giờ lại bị dập tắt khi mà họ phải đón nhận bàn thua thứ 3. Bây giờ thì cách biệt đã là 3 bàn rồi.